Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình và mình là Angel đây. Chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc vui vẻ nha. Và đứng cạnh mình đây đó là Louis bánh bèo. Nhưng mà hôm nay ăn mặc khá là nam tính mọi người nhờ. Lâu rồi mới đứng chung. Cũng đúng. Tính ra khá lâu rồi mình với lại anh Louis mới xuất hiện cùng nhau ở đầu video á mọi người. Tại vì mấy clip trước á toàn trôi nổng không à. Mình cho nên mình Louis tự giới thiệu xong rồi mình ta leo qua. Chứ đứng chung không biết hay sao. Trời đất ơi, lúc mình đang nói chuyện mọi người có nghe ổng hét lên cái gì không vậy? Mình nghe chói tai quá à. Bồ ai dắt về nhà giùm tôi đi. Chứ đây tự tin quá tôi nghe mệt mỏi. Ok, sau cái video ngày hôm qua thì mọi người cứ bình luận kêu mình là John Lewis nữa đi. Nhưng mà John hoài thì cũng tội nghiệp ổng. Để cách vài ngày mình hãy John một lần nha mọi người. Cái này nó nhỏ nhỏ thôi đó. Chỉ mình và mọi người biết thôi đó, nhớ giữ bí mật nha. Còn nội dung chính của video hôm nay đó chính là Angel và Louis sẽ thực hiện thử thách 24 giờ không nói từ em. Từ em nha mọi người. Cái từ này trong giao tiếp của mình và Louis sử dụng rất là nhiều nha. Tại vì mình cũng xưng em với Louis và Louis kêu mình bằng em. Cho nên khi đem ra thử thách thì thế nào cũng có một đứa dính bẫy à. Không mình thì không Louis mọi người à. Người ta chưa nói hết nữa đã ok rồi. Hay lắm. Thử thách không á thì nó cũng chán lắm. Nếu như mà ai vi phạm trách từ em lên á thì sẽ bị đánh một cái nha. Đây, mình cầm sẵn cái bàn chải nè. Anh Louis mình đánh một cái không chịu hả? Gì đánh chục cái hả? Em bạo lực quá à. Không hề bạo lực luôn. Cái này mình đang thử thách mà. Ai thua thì người đó phải chịu hình phạt chứ. Suốt ngày hỏi anh tí là đòi đánh anh. Làm gì có. Em đánh anh bao giờ đâu. Anh nói dối quá đúng không mọi người? Mình không hề đánh Louis luôn á. Không hề. Đó, mới rõ. Vậy chứ bây giờ Louis muốn xử lý như thế nào? Nếu một trong hai đứa mà nói lên từ em á thì sẽ bị hình phạt gì? Anh muốn muốn cái gì? Trời ơi, mất thời gian quá nha. Anh muốn em đi gầm cầu. Ok, chơi gì kỳ vậy? Tự nhiên ông bắt mình đi gầm cầu mọi người à. Gầm cầu nhà của ổng chứ đâu phải nhà của mình đâu. Không chơi nha. À, anh biết rồi. Ai vi phạm thì phải chịu theo ý người còn lại. Cũng là một ý hay đó chứ. Ok, quyết định vậy nha. Ai mà vi phạm thì sẽ làm theo yêu cầu của người còn lại. Ok luôn em. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Để xem ai là người vi phạm. Ok, mời mọi người theo chân Angel và Louis thực hiện thử thách 24 giờ không nói từ em. Rồi ai sẽ là người vi phạm và thực hiện theo yêu cầu của người kia như thế nào nha. Trời ơi, anh mới vừa nói gì đó, kêu ai vậy? Làm gì chạy như ăn cướp ha? Chạy đi bắt côn trùng nè, ủa nhưng mà kêu ai ê ê vậy? Kêu đó đó. Đó là ai cơ? Đó là đó đó. Mình đang cố tình gài ổng mà không được mọi người à, tỉnh quá tỉnh. Còn ai ở đây nữa? Thôi đi lẹ lẹ nè, không trời sáng hết giờ côn trùng á, tên người ta không kêu đâu, cứ đó đó không biết ai luôn á. Ok lẹ nè. Louis đề phòng quá à, không có gài được. Chạy chạy gì cũng biết quên chưa ta. Đâu để mình chát thử nha. Mà anh, Louis ơi, nói nghe này nè. Sao em? Oh my god. Ê, trời ơi, mới chát cái gì đó. Mới vừa chát cái gì kìa. Trời ơi, mày đặt nãy giờ né tránh đồ ha. Đó đó đồ, ai đó ai kia đồ. Cũng bị dính bẫy à. Đừng gọi chữ anh. Liệu quá em mất tiêu. Xí xói nha. Thua thì trả kèo đi chứ. Xí xói gì trời. Mình đã giao từ đầu với nhau rồi mà. Em gài anh kìa. Gài đâu. Mình đang thực hiện thử thách mà. Ai thua thì phải chịu thôi chứ. Trả kèo đi. Tôi vừa thấy ổng vi phạm thêm một lần nữa đó mọi người. Miếu máu cái gì. Giờ phạt ổng gì ta. Để mình suy nghĩ coi. Thế muốn anh làm gì. Đang suy nghĩ nhẹ nhẹ cho anh nè. Tại vì cũng lần đầu với lại anh chưa quen cách xưng hô như vậy á. Cho nên là anh chỉ cần nói một câu này thôi. Cái gì vậy? Nhẹ nhàng tình cảm lắm. Bây giờ anh chỉ cần chát lên. Tôi Louis, tôi là BD. Trời ơi, em muốn anh làm BD lắm hay gì? Vui mà. Nếu được vậy thì cũng tốt. Có thêm người chị gái. Nhưng mà anh mới vi phạm nữa kìa. Anh chơi đàng hoàng đi chứ sao nãy giờ anh cứ quên miết vậy. Ok. Bây giờ bạn chạy kèo nhanh đi. Tôi đang hóng này. Mọi người cũng đang hóng nè. Tí nữa bạn phạm lỗi nữa giờ á. Trả thì trả. Sợ
Rồi anh nói đi, lót dép ngồi đợi nãy giờ nè. Quân tử trả thù một giờ chưa muộn. Thua thì chịu đi chứ cay cái gì trời. 1, 2, 3, vô. Tôi là Louis BD. Giỏi thiệt. Nhìn ổng mắc cười quá mọi người à. Ai kêu, đã người ta giao từ đầu rồi, gán mà nhớ đi, cứ quên hoài. Sẵn tiện đây thì mình vào tiệm tóc để mà mua cái cây làm đẹp tóc á. Update hôm qua mới có đó mọi người. Ở nhà có anh trai không nè? Có chứ, tôi có anh trai mà. Vậy anh trai kêu bạn là gì nè? Kêu bằng... không được. Ý, tí nữa tôi quên rồi. Bạn là gì của anh bạn á? Chơi hỏi gì kỳ vậy? Trả lời đi nè. Hả? Bạn định gài tôi à? Dễ gì được. Tôi nhìn cái mồi tôi nghi nghi rồi. Cay thiệt. Trời ơi, định gài mình mọi người à. Bà đặt hỏi anh trai của mình kêu mình là cái gì? Dễ vậy. Đợi đấy. Ok, đang đợi đây. Ủa nhưng mà mua cái máy đó ở đâu ta? À, đằng đây nè mọi người à. Trời ơi, ngoài cửa này mà tôi lại kia tôi mua à. Xong rồi, đi bạn ơi. Bạn lên xe đi. Ok, lên thì lên. Ủa nhưng mà đi đâu mới được chứ? Đi đâu giờ ta? Tính ra là hai đứa mình định đi ra bắt côn trùng luôn á. Mà nãy giờ không có thấy thì giờ được một con luôn luôn ít à. Muốn ăn gì không? Anh chở đi mua nè. Ăn gì cũng được. Ở trong game mà con nhân vật nó no chứ mình đâu có no đâu. Bé ăn gì nói đi. Ý trời đất ơi, tự nhiên anh nói bé bé em nghe mắc ói quá à. Mua. Cái gì vậy? Quên nữa chuyện. Trời ơi, mình lỡ miệng nói từ em rồi mọi người à. Cái gì ta? Cuối cùng ông trời cũng giúp tôi. Thua thì chịu thôi. Rồi yêu cầu gì Louis nói đi. Bắt đầu chương trình thôi. Ok, yêu cầu gì nói luôn đi chứ đứng cười cười hù dọa sợ ghê á. Có khi nào ông bắt tôi làm nền nhà không mọi người? Em hãy hô to lên. Tôi em trò là sư tử gầm cầu. Su cà na luôn. Bây giờ ông bắt tôi nhận tôi là sư tử. Quá đáng thiệt chứ. Chả kèo nè. Coi ông đắc ý kìa. Thấy ghét thiệt chứ. Thua thì chịu mọi người ạ. Để mình coi hồi nãy ông kêu mình nói câu gì vậy. Em hãy hô to lên. Ui. Em. Ông kêu mình là em nè mọi người. Ê. Anh cũng vi phạm rồi kìa. Anh nói hồi nào. Anh kéo chát xem đi kìa. Trời ơi, viết nhầm mà còn không biết nữa. Thôi đừng có giả bộ, Louis cũng thua rồi nha, tí phải trả kèo đó. Chị trả kèo đi. Không sao, hồi nãy mình còn cay cay tí. Nhưng mà bây giờ mình trả kèo này xong á, mình bắt ông trả kèo lại cho mình. Nên đỡ cay rồi mọi người ạ. Rồi Louis nghe nè. Tôi Angel là sư tử gầm cầu. Đã. Đã. Xong chưa, ông cười xong chưa? Bây giờ tới ông trả kèo tôi nè. Chưa kịp cười đã kịp khóc. Ai kêu nói chuyện không để ý chi. Rồi bây giờ cái yêu cầu này cũng rất là đơn giản thôi. Anh chạy vòng quanh cái trạm xe buýt này nè. Anh kêu lên 3 tiếng. Ôi trời ơi, 3 tiếng gì cơ? Nhanh đi anh, trời sáng rồi, sắp hết thử thách rồi đó. Ok thôi. Đây, để mình đếm cho bạn bắt đầu nha. 1, 2, 3. Ok, quá là ok luôn. Làm người không làm đâu, tự nhiên đi kêu 3 tiếng. Lêu lêu Louis nha. Ok, hiện tại thì trời cũng đang sáng lại rồi nha. Đã qua 24 giờ hai đứa mình thực hiện thử thách không dùng từ em. Nhưng mà chất quốc à, cứ dùng miết luôn. Tại vì từ đó là cái từ trong giao tiếp của hai đứa mình hàng ngày mà. Và mọi người cũng nên thử trò này với bạn thân của mình hay là người yêu của mình nha. Nếu người yêu thì mọi người dùng từ anh em, còn bạn thân á thì mọi người dùng từ mày tao, bạn hoặc tôi gì đó. Cũng khá là vui á.
Rồi mọi người thấy thử thách vừa rồi như thế nào thì để lại bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì hết clip rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nha. Bye bye mọi người.